Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 62 tuổi bị ngộ độc lá lộc mại. Bệnh nhân có tiền sử bị táo bón kéo dài, nghe nói lá lộc mại có thể chữa bệnh nên đã lấy lá sắc uống. Sau 2 ngày uống nước lá lộc mại liên tục thì bị đau bụng, nước tiểu đỏ, mệt mỏi, ăn kém, chóng mặt. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị, vàng mắt, vàng da, buồn nôn kèm theo đi tiểu ra máu. Kiểm tra lâm sàng, cận lâm sàng kết hợp với bệnh sử, các bác sĩ đã xác định đây là trường hợp tan máu cấp do ngộ độc lá lộc mại. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tiến triển tốt, tình trạng tan máu được cải thiện. Các bác sĩ cho biết lá cây lộc mại hay còn gọi là du mại được dân gian truyền nhau kinh nghiệm có tác dụng chữa bệnh táo bón kiết lỵ. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách, sai liều lượng có thể dẫn đến ngộ độc, nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.